khán giả đang theo dõi bản tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hỗ trợ đại dịch sau khi thương thuyết với Quốc hội đổ vỡ. Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Bảy 9 tháng 8 đã ký các sắc lệnh hành pháp cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung cho những người Hoa Kỳ bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch virus COVID-19 sau khi các nhà thương thuyết của ông không đạt được thỏa thuận với Quốc hội. Tổng thống Trump cho biết các sắc lệnh này sẽ cấp thêm 400 mỹ kim mỗi tuần cho hàng chục triệu người bị mất việc làm trong cuộc khủng hoảng y tế đã giết chết hơn 160.000 người Mỹ, thấp hơn mức 600 mỹ kim mỗi tuần được thông qua hồi đầu năm. Tuy nhiên, một số biện pháp có thể gặp phải thách thức pháp lý vì Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho Quốc hội thẩm quyền chi tiêu liên bang. Các cuộc đàm phán kéo dài gần 2 tuần giữa các quan chức Tòa Bạch Ốc với phe Dân Chủ trong Quốc hội kết thúc vào ngày thứ Sáu mà không thu hẹp được cách biệt 2.000 tỷ mỹ kim giữa hai bên về các bước tiếp theo để trợ giúp cho những thiệt hại nặng nề về nhân mạng và kinh tế mà đại dịch virus COVID-19 đã gây ra. Bên cạnh đó, thì Hạ viện và Bộ Tài chính sẵn sàng các cuộc đối thoại mới. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tuyên bố hai bên sẵn sàng bắt đầu các cuộc đối thoại mới về ngân sách cứu trợ này. Cả bà Pelosi và ông Mnuchin đều tỏ ra sẵn sàng cân nhắc một thỏa thuận hẹp hơn, theo đó gia hạn một số chính sách hỗ trợ người dân Mỹ cho đến cuối năm nay, và hai bên sau đó sẽ tiếp tục thảo luận các khoản khác vào tháng 1 năm 2021. Trả lời phỏng vấn trên Fox News, ông Mnuchin cho rằng không nhất thiết phải thông qua tất cả các điều khoản cùng một lúc. Thay vào đó, hai bên có thể thông qua một số điều khoản cần thiết mà hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa đều đồng ý. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Pelosi khẳng định một thỏa thuận đạt được giữa các thành viên đảng Dân Chủ tại Quốc hội và Tòa Bạch Ốc là cần thiết. Hiện tại, phe Dân Chủ đề nghị khoản tiền cứu trợ 3.400 tỷ mỹ kim, trong đó 1/3 dành cho hỗ trợ các chính quyền địa phương và các tiểu bang. Trong khi đó, thì phe Cộng Hòa đề nghị chỉ có 1.000 tỷ mỹ kim. Kính thưa quý vị, số người nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ đã vượt 5 triệu ca. Hoa Kỳ đã lập kỷ lục mới về số ca COVID-19 vào ngày thứ Bảy 8 tháng 8, khi có số người nhiễm bệnh vượt quá 5 triệu người. Tính đến nay, cứ 66 người Mỹ thì có một người nhiễm COVID-19, và số người chết bị căn bệnh này ở Mỹ tính đến ngày thứ Bảy là trên 162.000 người, chiếm gần 1/4 tổng số ca tử vong trên thế giới. Hoa Kỳ hiện nay vẫn đứng đầu thế giới về số người nhiễm COVID-19 lẫn số người thiệt mạng. Tuy nhiên, cũng có một tin khả quan về tình hình COVID-19 ở Hoa Kỳ. Hôm thứ Tư, bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tòa Bạch Ốc loan báo, có lẽ sẽ có ít nhất một loại vaccine hiệu quả và an toàn vào khoảng cuối năm nay. Tổng thống Trump đưa ra thông tin lạc quan hơn. Ông cho rằng có lẽ Hoa Kỳ sẽ có vaccine vào khoảng thời gian bầu cử tổng thống 3 tây tháng 11. Thống kê có gần 100.000 trẻ em Hoa Kỳ mắc COVID-19 trong 2 tuần gây hiểu nhầm. Báo cáo do Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng công bố cho biết chỉ trong 2 tuần lễ, số ca mắc COVID-19 ở trẻ em trên khắp các tiểu bang và thành phố được nghiên cứu đã tăng 40%. Báo cáo cho biết chỉ từ ngày 16 cho tới ngày 30 tháng 7 đã có hơn 97.000 trẻ em được chẩn đoán nhiễm virus COVID-19. Tuy nhiên, cách xác định độ tuổi trẻ em để thực hiện thống kê này lại khác nhau tùy theo từng tiểu bang. Một số tiểu bang xác định trẻ em chỉ là những người dưới 14 tuổi, và một số tiểu bang như Alabama xác định trẻ em là người dưới 24 tuổi. Một báo cáo khác cho biết trong số 5 triệu ca COVID-19 ở Hoa Kỳ thì có hơn 338.000 ca là trẻ em. Thì không rõ độ tuổi của trẻ em ở đây được xác định như thế nào. Việc số ca trẻ em mắc COVID-19 tăng nhanh mà một phần có thể do việc đẩy mạnh xét nghiệm và cách thống kê không thống nhất giữa các tiểu bang gây lo ngại không nhỏ cho kế hoạch mở cửa lại trường học vào mùa thu này.
Bộ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ khẳng định tiếp tục tài trợ cho hệ thống y tế công trên toàn cầu. Ngày 10 tháng 8, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ ông Alex Azar tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng quốc tế một loại vaccine hay dược phẩm cũng như phương pháp điều trị dịch bệnh COVID-19 mà các nhà khoa học Hoa Kỳ phát triển được sau khi nhu cầu trong nước được đáp ứng đầy đủ. Bộ trưởng Alex Azar đồng thời cũng khẳng định Washington tiếp tục tài trợ cho hệ thống y tế công trên toàn cầu sau khi rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trả lời phỏng vấn báo giới, Bộ trưởng Azar nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là phát triển cũng như sản xuất đủ số lượng vaccine, các loại dược phẩm được Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm FDA của Hoa Kỳ chứng nhận an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu trong nước. Tiếp theo đó, Hoa Kỳ sẽ chia sẻ vaccine và dược phẩm với các nước khác dựa trên cơ chế phân phối hợp lý sau khi thăm vấn các cơ quan chức năng. Bộ trưởng Azar còn cho biết thêm quyết định của Hoa Kỳ rời WHO không đồng nghĩa với việc là Hoa Kỳ sẽ lơ là trách nhiệm trong vấn đề y tế cộng đồng. Một bản tin Hoa Kỳ khác cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia O'Brien nói rằng Trung Quốc tấn công hệ thống điện toán bầu cử Hoa Kỳ. Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc ông Robert O'Brien hôm Chủ nhật 9 tháng 8 nói rằng thành phần tin tặc có liên quan với chính quyền Trung Quốc đang mở ra các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng cơ sở bầu cử tại Hoa Kỳ, cho thấy sự gia tăng trong mức độ can dự của chính quyền Bắc Kinh. Phát biểu của ông Brian đã vượt hơn cả mức báo động mà Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ ODNI đưa ra vào hôm thứ Sáu. Theo đó cho rằng, Trung Quốc hiện đang mở rộng các nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng bầu cử, và Nga cũng đã có các biện pháp nhằm triệt hạ ứng cử viên Tổng thống phía Dân Chủ là ông Joe Biden. Tuy nhiên, lời báo động của ODNI không cáo buộc Bắc Kinh là có hành động tấn công tin tặc. Ông O'Brien nói trong chương trình Face the Nation của hệ thống truyền hình CBS rằng họ muốn thấy Tổng thống Trump thất cử. Trung Quốc cũng như Nga và Iran đang có các hành động tấn công điện toán nhắm vào hệ thống hạ tầng cơ sở bầu cử của chúng ta như các trang web. Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Asia và phái đoàn cao cấp tới Đài Loan. Kính thưa quý vị, hôm Chủ nhật 9 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ Alex Azar đã cùng một phái đoàn tới Đài Loan trong chuyến viếng thăm cao cấp nhất kể từ khi hai bên chấm dứt quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1979. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối chuyến đi này của ông Azar, cho rằng đây là sự phản bội hứa hẹn của Hoa Kỳ là không có quan hệ chính thức với Đài Loan. Từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn, đang chờ ngày được thống nhất bằng võ lực nếu cần. Trong chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày tại Đài Loan, Bộ trưởng Azar Yutu đã gặp Tổng thống Thái Anh Văn cùng các giới chức y tế nhằm cho thấy sự hợp tác giữa hai quốc gia trong cuộc chiến chống COVID-19. Hoa Kỳ tiếp tục duy trì mối quan hệ công chính thức với Đài Loan kể từ khi công nhận Trung Quốc và vẫn là nguồn bán vũ khí duy nhất để cho Đài Loan tự phòng thủ. Chuyến đi của Bộ trưởng Azar diễn ra sau khi có việc thông qua đạo luật mang tên Taiwan Travel Act năm 2018, theo đó khuyến khích Washington gửi các giới chức cao cấp tới Đài Loan sau nhiều thập niên có sự dè dặt vì lo ngại phản ứng của phía Trung Quốc. Hệ thống y tế nhà nước Đài Loan trong thời gian qua đã thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh, với chỉ chưa đầy 500 người bị lây nhiễm và 7 người qua đời, dù rằng ở ngay cạnh Trung Quốc là nơi xuất phát của dịch bệnh. Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một trong các vấn đề lớn gây sự khó chịu trong mối quan hệ nhiều sóng gió với Washington, bên cạnh tranh chấp về thương mại, bảo vệ sản phẩm trí tuệ, Biển Đông và COVID-19. Kính thưa quý vị, tại tiểu bang California, có 10.000 người đã qua đời vì COVID-19. Số người chết vì COVID-19 tại California đã vượt qua cột mốc 10.000 người, khiến cho California trở thành tiểu bang có số người chết cao đứng thứ ba tại Hoa Kỳ kể từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay. Theo dữ liệu được báo cáo vào ngày thứ Sáu của Đại học Johns Hopkins, California đã có 10.024 người qua đời kể từ khi các ca bệnh đầu tiên được báo cáo tại tiểu bang vào tháng 2 vừa qua. New York và New Jersey là các tiểu bang có số ca tử vong cao thứ nhất và thứ nhì tại Hoa Kỳ, với số liệu lần lượt là 32.000 và gần 16.000 người.
Hai tiểu bang này thì lại có dân số thấp hơn rất nhiều so với California, là tiểu bang đông dân nhất tại Hoa Kỳ với 40 triệu cư dân. Ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 tại Hoa Kỳ xảy ra vào tháng 2 tại quận hạt Santa Clara thuộc vùng vịnh San Francisco. Hơn phân nửa số ca tử vong tại California đều là người ở Los Angeles County, với hơn 4.800 trường hợp trên tổng dân số 10 triệu người. California là tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ ban hành lệnh ở nhà vào giữa tháng 3. Tuy nhiên, virus bắt đầu lây lan mạnh sau dịp lễ Memorial Day, khi tiểu bang nới lỏng một số lệnh hạn chế và người dân bắt đầu mệt mỏi vì ở nhà quá lâu. Cũng vào ngày thứ Sáu, viên chức y tế California cho biết lỗi trục trặc điện toán vốn khiến cho tiểu bang thống kê sai số người nhiễm COVID-19 đã được sửa chữa và dữ liệu mới sẽ được cập nhật trong vòng 48 tiếng. Bộ trưởng Y tế tiểu bang bác sĩ Mark Gailey nói rằng có khoảng 300.000 hồ sơ y tế đã bị bỏ sót, với phần lớn trong số này là kết quả xét nghiệm coronavirus. Vụ thống kê sai bắt nguồn từ một vụ sập mạng điện toán vào cuối tháng 7. Tuy có sai sót, tiến sĩ Gailey cho biết nhà chức trách vẫn tin rằng xu hướng chung của đại dịch COVID-19 tại tiểu bang vẫn được báo cáo đúng, với tỷ lệ dương tính và tỷ lệ nhập viện đều được giảm nhẹ. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5 và Băng Châu sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam cũng như giải trí.